Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Rất lâu rồi thì mình có chia sẻ với các bạn cái máy hàn xeo mà mình tự chế này. Đó. Cái máy này thì nó cũng khá là lâu rồi, thì hôm nay mình có nâng cấp nó lên. Mình có mua một cái bo mạch mới, cái mạch timer mới ở trên Banggood. Đây là cái mạch mà mình sẽ nâng cấp cho cái máy hàn xeo này. Đó, các bạn thấy không? Cái mạch mới này nó khá là ngon luôn các bạn. Có cả cái màn hình này để chúng ta có thể chỉnh thời gian cũng như là chỉnh cái dòng điện. Cái bộ mạch của chúng ta thì còn được tặng kèm mấy cái nút này nữa các bạn. Đó, cái nút để chúng ta gắn vào đây. Mình có mua thêm một cái kim hàn nữa. Cái kim hàn này mình sẽ thay thế cho cái kim ở trên đây các bạn. Cái này nó cũng lâu quá rồi, bây giờ mình muốn thay một cái kim khác cho nó đẹp hơn. Thì cái mạch này nó cũng khá là dễ sử dụng các bạn. Ở trên Banggood thì họ có để luôn cái link giúp chúng ta có thể sử dụng cái mạch này. Nó chỉ gồm cái mạch này, một cái biến áp AC 9V này. Đó, thế thôi. Còn những cái cũ thì chúng ta vẫn có thể tận dụng được. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo bỏ cái timer cũ nha các bạn. Các bạn lưu ý này, cái timer này này nó sử dụng cái nguồn AC các bạn, đấy người ta ghi rất rõ này, AC 9-12V này. Đó, thì mình có một cái nguồn AC ở đây. Bây giờ mình sẽ đấu cái này vào đây trước nha. Bây giờ thì mình sẽ cần một cái đầu nối này nữa để mình gắn vào đây. Đó, sau đó chúng ta sẽ hàn chung vào mấy cái điểm như thế này. Vậy là ok rồi các bạn. Chúng ta sẽ cấp nguồn vào đây thì nó sẽ nuôi cái biến áp 9V này và cung cấp điện cho cái cục biến áp ở lò vi sóng. Chân còn lại ở trên cái biến áp lò vi sóng thì chúng ta sẽ hàn vào cái chân 1 và chân 2 ở trên cái mạch timer. Đây là số 1 rồi các bạn. Đó. Đây là cái số 2 này. Bạn nhìn thấy không? Cái số 2 thì chúng ta sẽ hàn vào cái đầu dây còn lại. Như thế này. Đó, như thế này, vậy là xong. Thì lát nữa mình sẽ để cái sơ đồ để các bạn có thể làm nó dễ hơn nha. Mình vừa cho cái timer vào một cái hộp này các bạn ạ, để cho nó gọn gàng hơn vì là cái timer này nó khá là to. Nó không vừa với cái hộp cũ. Đây là cái rắc này là để cắm cái bàn đạp rồi các bạn. Đó, rất là đơn giản thôi. Hai cái này thì cái điện 9V, cái điện AC 9V. Đó, chúng ta sẽ cắm vào đây. Đây, chân nhấn này, vậy là xong. Cơ bản là cái máy hàn của chúng ta đã xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn nốt cái này lại thôi. Đây là cái kim hàn của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ chia đôi nó ra 8 phân. Chúng ta sẽ chia đôi được 4 các bạn. Bây giờ mình đang cài đặt cái thời gian, ví dụ là mình sẽ chọn là 3 giây đi các bạn nha.
Đó, 4 giây cũng được. Bây giờ mình sẽ hàn thử cho bạn xem. Giờ mình sẽ hàn thử cho bạn coi. Bốn giây với lại cái dòng cao nhất nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không? Cái... Đây các bạn, đó, đây là cái vết hàn của mình này. Do cái kim mình để nó chưa cân lắm thì nó như thế này. Đó các bạn thấy không? Không hề ăn thiếc luôn nhá. Đó. Thì cái vấn đề nó chính là ở cái này các bạn, ở cái cục biến áp của mình, cái cục biến áp của mình cái điện ra nó không đủ, nó thấp quá, nó thấp cái vôn quá, bởi vậy là nó sẽ không ăn thiếc, thì mình sẽ phải chỉnh lên cỡ tầm khoảng mười mấy cơ thì nó mới ăn, 15 chẳng hạn. Đó, bây giờ mình sẽ thử lại cho bạn xem một lần nữa. Đây là cái thời gian hàn 15 giây các bạn. Nó kiểu như là nó bị ngâm lâu quá đấy. Đó. Mà vẫn không ăn nha các bạn. Đó, vẫn không ăn luôn. Ăn rất là kém. Mình bóc được. Đấy, bạn thấy không? Đó, cái vấn đề của chúng ta thì bây giờ mình sẽ chỉ ngay cho các bạn để các bạn có thể khắc phục. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào mình thử cho các bạn coi nhá. Đây là cái điện đầu vào này, mình sẽ đo cho các bạn xem. Đó, nó rơi vào khoảng hơn 200V một chút. Bây giờ mình sẽ đo cái điện đầu ra các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái điện đầu ra nó thấp quá, nó chỉ được khoảng 1,8V thôi, nó sẽ không đủ. Bởi vậy thì các bạn sẽ cần cái thời gian rất là lâu để các bạn có thể ăn được cái mối hàn. Thì có một cách giải quyết là các bạn sẽ cuốn thêm cái vòng dây này, đó. Đây, như các bạn thấy này, cái biến áp của mình này, mình mới cuốn có 2 vòng thôi. Nếu như các bạn tăng thêm khoảng 1 vòng nữa thì khả năng nó sẽ ok hơn. Đó, thì đấy là những cái kinh nghiệm mình chia sẻ cùng các bạn. Cái thất bại này thì hy vọng các bạn sẽ rút được ra một số cái kinh nghiệm. Thì cái mạch này này, cái mạch timer này nó rất là tốt các bạn ạ. Nhưng mà nó yêu cầu cái điện đầu ra này này, thì các bạn đo nó phải rơi vào khoảng ít nhất là 5V thì nó mới hoạt động hiệu quả. Nếu không thì các bạn sẽ sử dụng cái mạch cũ như thế này. Đó, mình sẽ để lại cái link của cái clip mình sử dụng cái mạch này. Rồi, cảm ơn các bạn, thì hy vọng qua clip này các bạn có được một chiếc máy hàn xeo của riêng các bạn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo.